Vâng, thưa quý vị, Tùng An xin được gửi đến quý vị một ca khúc mới nhất, có lẽ mới trong vòng vài năm nay thôi đối với Quang. Nhưng mà ca khúc này thì đối với em nó có rất là nhiều ý nghĩa. Ca khúc này đã đến với Quang trong thời gian mà Quang đau khổ nhất trong tình cảm. Và nó đã sống với Quang gần 10 tháng trời. Và sau đó Quang đã vượt qua được tất cả. Thành thử dù cho những bản tình ca trước Quang đã từng ca, nhưng mà ca khúc này bao giờ cũng giữ được một vị trí rất là đặc biệt đối với Quang. Và ngày hôm nay tụi ba sẽ gửi được quý vị. Mong cho tất cả chúng ta, những ai đang yêu thì dĩ nhiên lúc nào cũng hạnh phúc. Nhưng mà cuộc sống mà, đúng không quý vị? Có hạnh phúc thì cũng sẽ có đau khổ, có đến rồi cũng sẽ có đi. Thì hy vọng cho những ai kém may mắn như Quang đã từng thì sẽ có thể vượt qua cái giai đoạn đau khổ trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Và sau đây Tùng Quang sẽ gửi đến quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Thuận. Mời quý vị thưởng thức bài hát được mang tên Em Xem Anh Là Gì. Thank you. Đêm nay gió thổi lạnh quá, lạnh bên ngoài lạnh cả con tim. Có một chút buồn, có cả nỗi nhớ, rối bời những cảm xúc không tên. Em có cảm thấy buồn không khi làm mai đó đau lòng? Em đến rồi đi như gió tha phương, lạc bước trong nhầm yêu thương. Yêu thương anh nữa vời, rồi phút chốc em vội buông lời. Nụ cười anh vẫn nở trên môi, nhưng trong lòng chưa bao giờ ôm. Cảm xúc em chỉ thoáng qua, còn anh lại mới đến trong sốc nỗi. Rồi em xin lỗi, em xem anh là gì đây, thật đau lòng. Đêm nay gió thổi lạnh quá, lạnh bên ngoài lạnh cả con tim. Có một chút buồn, có cả nỗi nhớ, rồi bởi những cảm xúc không tên. Em có cảm thấy buồn không khi làm mai đó đau lòng? Em đến rồi đi như gió tha phương, lạc bước trong nhầm yêu thương. Yêu thương anh nữa vời, rồi phút chốc em vội buông lời. Nụ cười anh vẫn nở trên môi, nhưng trong lòng chưa bao giờ ôm. Cảm xúc em chỉ thoáng qua, còn anh lại mơ đến ngôi nhà. Yêu trong sóng nỗi, rồi em xin lỗi, em xem anh là gì đây, thật đau lòng. Yêu thương anh nữa vời, rồi phút chốc em vội buông lời. Nụ cười anh vẫn nở trên môi, nhưng trong lòng chưa bao giờ. Cảm xúc em chỉ thoáng qua, còn anh lại sốc nỗi. Rồi em xin lỗi, em xem anh là gì đây, thật đau.
Quang xin chân thành cảm tạ quý vị ạ. Thank you.